bừ một tầng nha. Diện tích bề mặt của mỗi tầng bằng một nửa sai chính tả. Nửa hỏi mới đúng. Hỏi nha, thử là dấu hỏi. Bằng một nửa diện tích bề mặt của tầng trên. Có tầng ngay bên dưới, diện tích bề mặt của tầng 1 bằng một nửa diện tích bề mặt của tầng 1 bằng diện tích của đế tháp. Rồi bây giờ cái đế nha. Được chưa? Vậy là cái này là tới 12 tầng luôn nha. Cái tầng đế kế kể như là tầng 0 đó. Hiểu không? Vậy là U1 tới U mấy? U12. Cái tầng đầu tiên là 1, 2, 2, 8, 8. Đúng không? Mà quy là 1 phần 2 phải không? Vậy tính U12. U1 nhân quy mũ 11. Rồi 1, 2, 2, 8, 8 nhân 1 phần 2 mũ 11. Xin đừng truyền cái chóng mặt cho người khác nha. Mấy bạn khác con sẽ chóng mặt theo. Nhiêu? 6 mét vuông. Đúng rồi. Không, tùy cái đề. Cái đề nó cho cái tầng trệt là không được tính như tầng 1, mà là tầng trệt như tầng trệt thôi. Cái nhà này có 11 tầng. Hiểu không? Tầng trệt là tầng 0. Tầng 1 là tầng 1. Tầng 2 là tầng 2. Hiểu từ không? Hiểu không? Tầng trệt là tầng 0, nhưng mà trong cấp số nhân mình đâu có U0 đâu. Cho nên mình đặt cái tầng trệt là U1. Thì cái tầng thứ 11 của cái nhà là U12. Ok, theo kịp không? Rồi.